Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh Vy Home. Các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà người ta ngày càng ưa chuộng nấu ăn với lò nướng. Bên cạnh sự tiện lợi đa năng mà lò nướng mang lại, còn giúp tiết kiệm đáng kể quỹ thời gian, công sức cho các bà nội trợ. Tuy nhiên, với sự đa dạng về thương hiệu, mẫu mã và kích thước, khiến các bà nội trợ băn khoăn không biết nên chọn lựa mua lò nướng nào tốt nhất. Nếu các bạn đang có ý định mua cho gia đình mình một chiếc lò nướng thì hãy tham khảo ngay sản phẩm tuyệt vời ngày hôm nay mà mình mang đến cho các bạn nha. Bên cạnh mình đây là lò nướng đến từ thương hiệu Bosch, mã số sản phẩm là HBG 635 BB1 Series 8, được nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Thiết kế âm tủ với mặt kính đen rất là sang trọng, có tính thẩm mỹ cao cùng với những tính năng ưu việt vượt trội. Đây là thiết bị nhà bếp được yêu thích tại châu Âu và hiện đang được săn đón bởi các đầu bếp tại Việt Nam. Kích thước của sản phẩm là rộng và cao 59,5 cm, sâu 57 cm, dung tích khoang lò là 71 lít, chúng ta có thể chế biến đa dạng nhiều món ăn cùng một lúc. Với hệ thống làm sạch hiện đại gồm 3 cấp độ: Eco, Normal và Plus. Thân máy và vỏ máy được làm hoàn toàn bằng chất liệu thép không gỉ cao cấp, rất là bền và chịu nhiệt tốt. Phía trước thiết kế cửa bản lề giúp chúng ta có thể đóng và mở cửa nhẹ nhàng. Cánh cửa thì đã được thiết kế cách nhiệt 3 lớp đảm bảo sự an toàn cho chúng ta trong suốt quá trình chế biến, cũng như là hạn chế việc thất thoát nhiệt ra ngoài. Bảng điều khiển bằng cảm ứng TFT hiển thị thông số rất là rõ nét, giúp chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát trong suốt quá trình sử dụng lò nướng. Đặc biệt thì lò nướng còn sử dụng công nghệ nóng, không khí nóng 4D giúp phân bố nhiệt đều xung quanh thực phẩm, làm chín đều thực phẩm từ trong ra ngoài. Hoạt động hiệu quả với nhãn năng lượng là A+, đạt đủ tiêu chuẩn của EU về tiết kiệm năng lượng. Khi chúng ta mở cánh cửa thì đèn chiếu sáng bên trong lò sẽ tự động bật. Đèn chiếu sáng giúp chúng ta có thể quan sát thực phẩm trong suốt quá trình chế biến. Bên trong khoang lò được tráng một lớp men, rất dễ dàng vệ sinh. Phụ kiện đi kèm thì bao gồm một vỉ nướng và 2 khay nướng. Vỉ nướng này dùng để nướng bánh, nướng vịt hoặc nướng gà, rau củ quả. Chúng ta có thể thay đổi chiều cao để phù hợp với món ăn. 2 khay nướng dùng để nướng bánh, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để hứng dầu mỡ khi mà sử dụng chức năng nướng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những chức năng ở trên bộ điều khiển nha. Đây là bộ điều khiển của sản phẩm. Bên phải là nút on off dùng để bật tắt nguồn. Còn bên phải là nút bắt đầu và nút tạm dừng. Ở giữa là có một cái nút cảm biến xoay và màn hình hiển thị. Hai bên này chính là những cái nút được ký hiệu là các chức năng nướng. Thì đầu tiên để mở nguồn chúng ta sẽ nhấn chọn on off. Và ở đây thì có 2 cái chức năng nấu nhanh mà nhà sản xuất đã cài đặt sẵn. Thì 2 chức năng này chính là cái chương trình mà yêu thích mà chúng ta hay sử dụng. Thứ nhất chính là chức năng nướng đối lưu. Và nút này chính là nút nướng trên dưới không kẹp quằn đối lưu. Và tiếp theo đó chính là một cái nút nhiều combo. Thì bên trong này nó sẽ có những cái chức năng như là chức năng nướng gió nóng 4D, nướng trên dưới, nướng quạt. Đấy, như vậy tương tự như vậy là những cái chức năng khác, nướng pizza. Tiếp theo chính là biểu tượng của nút trọng lượng. Ở đây là một nút những cái món ăn đã được cài đặt sẵn. Thì khi mà chúng ta đưa món ăn vào và chọn trọng lượng thì máy sẽ tự động tính toán cái thời gian phù hợp. Thì trong này cũng có những cái món ăn đã được cài đặt sẵn. Đó, gồm 10 chương trình. Tiếp theo đó chính là nút cài đặt thời gian, có biểu tượng hình đồng hồ. Và ở đây là có biểu tượng của luồng khí nóng là giúp gia nhiệt nhanh. Cuối cùng chính là đèn hoa tiêu. Thì khi bật sử dụng lò này thì đèn hoa tiêu bên trong lò sẽ sáng. Và biểu tượng hình chữ Y ở đây là giúp chúng ta hiểu rõ thông tin rõ hơn về những cái chương trình mà mình đang sử dụng ở đây. Ví dụ như bạn đang chọn chương trình này và bạn muốn hiểu rõ hơn về chương trình này thì chúng ta sẽ bấm nút chữ Y ở đây, thì những cái thông tin sẽ hiển thị lên màn hình LED. Bảng điều khiển của sản phẩm thì rất là rõ ràng. Những ký hiệu ở đây cũng rất là quen thuộc trong các dòng lò nướng. Nếu như các bạn đọc rõ hơn về hướng dẫn sử dụng thì đảm bảo là mình sẽ sử dụng được nha các bạn. Và trên tay mình đây là 3 cuốn sổ, bao gồm một cuốn sổ bảo hành và 2 cuốn sổ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Sản phẩm thì hiện tại đang được phân phối bởi Thế Giới Bếp, là một trong 3 đại diện ủy quyền chính hãng của Bosch tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm của Bosch đều được bảo hành 3 năm. Và ở đây là một cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các bạn nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lò nướng nha. Hiện tại sản phẩm cũng đang được Khánh Vy Home phân phối. Các bạn hãy liên hệ ngay với showroom của Khánh Vy Home qua số hotline 0967 736 436. Đừng quên truy cập website khanhvyhome.com.vn để hiểu rõ hơn về thông tin của sản phẩm cũng như là tham khảo thêm nhiều mẫu lò nướng khác của Bosch nha. Đừng quên theo dõi Khánh Vy Home để có thể cập nhật nhiều hơn về những thông tin thiết bị nhà bếp mới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.